Xin chào các bạn đến với kênh video của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm bình xịt điện của Bona model PN20. Bây giờ chúng ta hãy cùng khui thùng để xem chiếc máy này như thế nào nhé. Khi khui thùng máy ra thì ta sẽ thấy đây là cần xịt. Bên trong là thân máy. Bây giờ tôi sẽ mở xem có những phụ kiện gì. Đây là lọc rác, một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là bộ dây đeo lưng. Một cần 3 bé inox. Tay cầm van bi. Một bộ bé xịt. Đây là adapter sạc bình ắc quy của máy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau để thành chiếc bình xịt điện hoàn chỉnh. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây nối nước với tay cầm van bi. Các bạn siết thật chặt để tránh bị rò rỉ nước. Tiếp theo ta sẽ lắp cần xịt vào trong tay cầm. Chúng ta lắp bé xịt vào đầu của cần xịt. Bây giờ tôi sẽ lắp dây đeo lưng. Đây là dây đeo lưng của máy. Một đầu ta sẽ gắn vào phía thân tên. Đầu còn lại ta sẽ móc khóa ở phía dưới. Tương tự với chiếc dây đeo còn lại. Trong bịch bé xịt đó thì có rất là nhiều loại bé khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng của bạn mà có thể thay các đầu bé khác nhau. Bên trong ta còn có một cần xịt khi không sử dụng. Chúng ta lắp vào phía bên hông máy. Và khi ta không sử dụng thì ta sẽ gắn cần xịt lên đây. Bên trong còn có nút điều khiển để bật bên công tắc. Và đây là công tắc của máy. Khi ta sử dụng máy thì chỉ cần bật công tắc on thì máy sẽ hoạt động. Đèn báo tình trạng bình ắc quy sẽ ở đây. Ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh tốc độ phun của máy bằng nút điều khiển này. Lớn nhỏ tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Ở đây thì ta sẽ có jack của cắm sạc adapter. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu sơ qua chiếc máy PN20 và hướng dẫn các bạn lắp ráp chiếc máy này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy
hãy đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tô Hòa, quận Tân Phú để xem trực tiếp sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.